Xin lời chào đến tất cả các cô chú anh chị và quý vị khán giả đã có mặt tại chúng ta không tên trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay là một đêm rất là đặc biệt, thời tiết thì mưa không thuận lợi lắm, và ngày cuối tuần như thế này mà chúng tôi lại đón nhận được sự yêu thương của quý vị có mặt trong một cái đêm nhạc, và chúng tôi tin chắc rằng nó không chỉ ấm áp về tình cảm nghĩa tình mà trên cả là các anh chị em nghệ sĩ nhận lời tham dự đêm nhạc này cũng rất là náo nức, bởi đây là một hoạt động để giúp cho những nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Thưa quý vị, ngay khi mà chúng tôi đưa cái thông tin này lên với sự khởi xướng của anh Đàm Bình Hưng, thì các anh chị em nghệ sĩ đã quyết định là có mặt trong đêm nhạc này, và chúng tôi cũng hy vọng rằng những ca khúc hay nhất trong đêm nay một phần nào đó cũng lan tỏa được thông điệp yêu thương. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn báo Tuổi Trẻ cũng như là kênh VTV9 đã giúp chúng tôi truyền thông đưa tin về sự kiện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đến đây đêm nay. Từng ghế ngồi của quý vị chính là một sự đóng góp cho một công việc đối với Hưng để có thể lan tỏa nhiều hơn nữa. Đứng trước một cái tin không hề vui tí nào, tôi tự nghĩ mình phải làm cái gì đó mới được. Cái lần gọi cho anh Bi phần cả thì nói anh ơi, cho em cầm một đêm, anh cho em một đêm phần cả đi. Em làm kiếm tiền, em gửi ra ngoài kia giúp người đang gặp khó khăn. Vì đó là em thích làm gì làm. Hay là anh tặng một đêm nay, thường là cuối tuần còn cả mấy hoạt động, còn cuối tuần như vậy người ta có nhiều tiền lắm mà. Em sẵn sàng tặng cho chương trình. Em xin quý vị chọn tay dành tặng cho anh Bi. Chúc Bi của anh cả đêm nay. Cảm ơn anh, chọn nhiều. Em còn đấu giá, cái món quà đấu giá của mình nó ghê gớm lắm nha. Nói thiệt luôn á, thực chất nguyên cái châu Á này bất kỳ một tiệm LV nào có cái túi đó thì tặng hết đồ chơi của mình cho mọi người luôn. Rất mong quý vị sẽ làm nhé. Vẫn hàm mơ một lần đến Thăng Long, hoa ngọc hạ ngát hương từng cánh hồng, chiều hồ tây thoáng buồn trong ánh mắt. Chiều hồ Gươm thoáng buồn trong ánh mắt, nhớ nụ cười khúc khích của ai trao. Đến với chương trình hôm nay, Quang Dũng rất là vui. Và qua đây, Quang Dũng xin được kính chúc sức khỏe đến tất cả quý vị, cũng như xin được chia sẻ với những nạn nhân đã bị thảm họa vừa qua. Rất là vinh dự khi mà mình có thể được góp một phần vào chương trình này. Ở trong hội trường của mình thì có rất là đông những cái tấm lòng hảo tâm. Cái niềm vui nó không phải là đến từ cái việc mà đông anh chị em nghệ sĩ, mà là bởi vì là Quang hiểu được là ở xung quanh mình còn có rất là nhiều những cái tấm lòng, những cái sự yêu thương của con người dành cho con người. Đó mới là cái điều mà đáng quý nhất.
cái sức đóng góp của Lâm nó chỉ là một cái phần rất là nhỏ thôi, và tất cả những quý vị khán giả mà đang theo dõi chương trình trong kia thì mới là những người mà đóng góp rất là nhiều trong cái đêm ngày hôm nay, và hy vọng là chương trình sẽ quyên góp được nhiều mạnh hơn nữa để giúp đỡ cho những gia đình có cái hoàn cảnh vừa rồi thật sự là không may mắn. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Hôm nay rất là vui được tham gia tổ chức chương trình để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh ở Hà Nội thương lắm. Cậu Sơn vui và hạnh phúc xin cảm ơn tất cả những nhà hảo tâm đã đóng góp và các anh em nghệ sĩ đã tổ chức chương trình này. Xin kính chúc mọi điều may mắn nhất đến với đại gia đình dấu yêu. Tới giờ phút này thì Cẩm Vân nghe được cái tin là đã hơn 1 tỷ rồi. Đó là một điều mình rất là mừng, là đây là tấm lòng của tất cả mọi người. Xin chúc các cư dân sớm ổn định và nhiều sức khỏe, bình an. Đây là những cái tình yêu thương. Vẫn nghĩ chỉ có tình yêu thương mới có thể xoa dịu được một chút xíu nào đó cái nỗi đau thôi. Thì hy vọng là hôm nay tình yêu thương của khán giả, tình yêu thương của nghệ sĩ, tình yêu thương của tất cả quý vị đang theo dõi chương trình sẽ giúp làm lành lại cái nỗi đau mà nó tàn khốc như vậy. Thực sự thì khi mà nhận được lời mời là Ngọc sắp xếp mọi thứ để Ngọc có thể hát, và hy vọng rằng là chương trình ngày hôm nay ngoài cái việc hát ra nè, rồi tất cả tiền vé sẽ quy vào quỹ hỗ trợ nè, rồi còn có việc đấu giá bản đồ của anh Hưng nữa để mà quyên góp cái sự hỗ trợ này đến với tất cả nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội. Lời kêu gọi khi mà ca sĩ Đàm Tương cùng với phòng trà không tên đã quyết định đứng ra để tổ chức đêm nhạc nhằm gây quỹ để giúp đỡ cho những gia đình nạn nhân của vụ cháy ở Hà Nội, thì ngay lập tức đã có rất nhiều anh chị ca sĩ nhận lời tham gia, và ngày hôm nay đã có rất nhiều những khán giả của phòng trà không tên đã đến để ủng hộ. Chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì điều này và mong rằng cái tình cảm này chúng ta sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn nữa. Thưa quý vị, ngày hôm nay tất cả những nghệ sĩ tham dự chương trình chúng tôi không nhận khá xe, tôi cũng nhận được khá nhiều sự đóng góp của nhiều tổ chức cũng như là nhiều đơn vị cá nhân, và có một món quà rất là đặc biệt từ phía một ca sĩ tham dự chương trình này muốn mang đến thông qua một cái phần đấu giá. Thế thì ngay bây giờ chúng tôi xin mời chủ nhân của món quà này quay trở lại sân khấu, và xin được mời nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ạ. Xin mời anh ạ. Dì Hưng đã nói, dì Hưng vẫn muốn một lần nữa để quý vị chọn lựa một trong hai. Một là cái túi Gucci này, hai là túi LV này. Cả hai cũng đều không bao giờ có ở trong bất kỳ tiệm Gucci nào hay là tiệm LV nào hiện nay. Quý vị thích tấu cái LV hay là cái Gucci ạ? LV có một tiếng rất trầm, rất giàu. Hưng để cầm cho mọi người xem, đây là cái túi LV. Hưng cam đoan lượng hứng chấp bất kỳ một tiệm LV nào hiện nay của toàn châu Á, chỉ nhắm khi dừng ở châu Á thôi nha, tìm không bao giờ có cái nào luôn. Vậy thì giá khởi điểm gì ạ? Tôi nói cho dễ dễ đấu ha. Dễ đấu ha anh ha. Dễ dễ ha ha. 30 triệu đầu tiên. 30 triệu nha quý vị. Và bằng một bước nhảy là bao nhiêu thưa anh? Hay là nhảy thẳng luôn lên 300 triệu? Ít nhất là từ 5 dạ. triệu nha. Dạ. Cái này là dành cho tất cả những nạn nhân đang gặp khốn khó ngoài kia. Cánh tay cái giơ lên. Dạ, mẹ Mai Phúc Xuyên. Đấu giá túi này là 40 triệu ạ. 40 triệu là thứ nhất. Dạ, em xin thay mặt cho vị thẩm mỹ của em, Mỹ Secret, xin đấu giá chiếc túi này 50 triệu ạ. 50 triệu. 60 triệu. Cô Hồng và anh Huy, chủ phòng trà không tên. Sao? Im. 70 triệu. 80 triệu là thứ nhất ạ. Dạ vâng, dễ thương lắm. Mình sắp đi mà cái cảm giác mình tự tin là không một đứa nào có. Cơ hội không đến lần hai. Bao nhiêu ạ? Chị làm bao nhiêu ạ? Tôi vừa mới nghe thông tin bao nhiêu ạ? Ai ạ? Chị Hằng. Chúc mừng 100 triệu. Chúc mừng 100 triệu. Vỗ tay cho chị ơi.
đây xin cho xem nữa nha. Dễ thương lắm đó, không ai có đâu, trên đời này không ai có đâu. Nếu có nha, chỉ có một người nữa là giống y chang vậy luôn. Một cặp sinh đôi như vậy là lần trước đã bán từ thiện cách đây chừng 6 năm. 140 triệu. Lần cuối cùng chốt giá, chiến thắng thuộc về chị Hai Kim Cương. Nhưng mà thôi thì Tommy xin phép rằng là không đấu giá được cái túi, nhưng mà Tommy xin ủng hộ 50 triệu. Đây to lên! Đây là cái túi này là 190 triệu đó. Có ai có 10 triệu không? Rồi, 10 triệu. Đây nhá, 10 triệu, xin cảm ơn bạn rất nhiều. May quá, vui quá, được 200 triệu cái túi này rồi. Có VTV chính các bạn ở đây, có đại diện các nhà báo ở đây. Phải đọc một số hơi chi tiết một xíu nha mọi người nha. Chính này danh sách những người ủng hộ, như là số tiền hồng trà thu được đêm nay, số tiền bán được những túi sách, có những người khác tặng thêm nữa. Đàm Vĩnh Hưng và gia đình 100 triệu. Ca sĩ Bạch Công Khanh và Hoài Lâm là 10 triệu. Ca sĩ Lệ Quyên 50 triệu. Ca sĩ Tố Mươi 50 triệu. Bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn Hà Nội 100 triệu. Gia đình Bích Tuyền William, Jenna William 240 triệu, tương đương với 10 ngàn. Anh Khoa, nhà hàng Huế 5 sao Mỹ 72 triệu, tương đương với 3 ngàn. Ca sĩ Khánh Phương 20 triệu. Chị Thủy Tạ 12 triệu. Chị Thảo Senti 12 triệu. Khách phòng trà Bảo Trâm 10 triệu. Chị Linh New Zealand 2,5 triệu. Cô Sương 500 ngàn. Nhạc sĩ Vũ Thành An 5 triệu. Và phần đấu giá cái túi hương là 200 triệu. Nhóm bạn của anh Huy, anh Đức Huy, chủ phong trào không tên, tặng chơi 200 triệu. Ca sĩ Ngọc Sơn 20 triệu. Đoàn Lô Tô Hương Nam của bé Su Su, tức là Trần Gia Huy, 40 triệu. Chị Hai Trầm của An Thanh Trầm Hương 30 triệu. Đạo diễn Trần Vy Mỹ và Lê Vi Hiền 40 triệu. Tiền của phong trào thu được 376 triệu đêm nay. Ngay sau đây Hương xin mời đại diện của Báo Tuổi Trẻ đang có mặt ở đây để trao số tiền này một cách công khai minh bạch, coi như là sao kê đêm nay đó, được chưa? Nói rõ ràng nha. Xin thay mặt cả chương trình gửi lời trân trọng biết ơn đến sự có mặt đêm nay của quý vị. Từng chỗ ngồi của quý vị là một sự đóng góp rất lớn cho những người kém may mắn ở ngoài kia. Tin là với con số này sẽ làm nứt lòng những người đang chuẩn bị có những cái suy nghĩ và sẽ làm những chương trình giống như vậy tiếp theo nữa. Đại diện Báo Tuổi Trẻ thì cảm ơn anh Hưng cũng như tất cả các anh chị đã ủng hộ cho cái nạn nhân ở Hà Nội. Cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị, Hưng cùng với các anh chị em nghệ sĩ vừa hoàn thành xong đêm diễn đầy yêu thương và đầy trách nhiệm và đầy gọi là thổn thức. Khán giả và báo chí cũng đã chứng kiến con số nó quá sức sự mong đợi của Hưng luôn. Còn số lẻ là anh Đức Huy anh làm tròn luôn. Và lời cuối cùng xin cảm ơn phòng trà không tên và anh Đức Huy cùng với ban nhạc của anh Vĩnh Tâm, âm thanh ánh sáng, rồi anh em nhân viên bảo vệ phục vụ đã cống hiến một đêm trọn vẹn như vậy dành cho đêm nhạc này. Cảm ơn khán giả, cảm ơn các mạnh thường quân, những người bạn bè thân yêu của Hưng từ rất xa để gọi điện thoại về thấy Hưng làm chương trình ủng hộ. Cảm ơn người thân yêu của Hưng, gia đình của Hưng cũng đã đồng lòng cùng với Hưng để trao số tiền nhỏ bé của gia đình mình để cùng với đêm nay. Hưng thấy thật là tuyệt vời. Cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ, từ người lớn nhất cho tới người nhỏ nhất cũng đã đồng hành cùng với Hưng, cùng với phòng trà không tên. Có rất là nhiều những ý kiến rằng là tại sao không bỏ tiền túi ra làm đi, có những người làm đi kêu gọi làm chi, rồi quyên góp làm chi, rồi
rủ nhau, hè nhau, tùm lum, hát gì cho nó mắc công mắc mệt vậy. Quan trọng là gì? Quan trọng là cái hiệu ứng sau đó để có thêm sống nhiều tiền hơn nữa. Đó, đây là lỗng góp thật sự luôn, bằng công sức, bằng trái tim, bằng uy tín của mình. Tất cả những nghệ sĩ, nghệ sĩ ngồi chờ để hát đúng một bài thôi, rất là dễ thương luôn. Đó, hy vọng rằng là sẽ mang lại được một chút sự xoa dịu cho những người kém may mắn ở ngoài kia. Rất mong là quý vị khán giả khắp nơi, các ân nhân, các mạnh thường quân sẽ tiếp sức hoặc là đồng hành một cách độc lập hoặc là theo tập thể cũng được nữa. Chúng ta sẽ tìm tới những cơ quan có uy tín nhất để chúng ta có thể trao số tiền đó, ví dụ như báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên hoặc là báo Lao Động. Rất là nhiều báo sẵn sàng làm cầu nối để có thể giúp quý vị bày tỏ tấm lòng mình đối với những người kém may mắn. Cảm ơn rất nhiều, xin chào tạm biệt quý vị.